Rồi Rồi mời mời bạn bạn mình lên mình hát lên hát bài bài thương đời con gái nha. Mời bạn đi chào. Xong hát với Ngọc Dư hát các bạn nha. Chú câu lạc bộ này không chia sẻ được, anh cũng chia sẻ mà không được luôn á. Đây khó chia sẻ đúng đúng. Con luôn thương nhớ mẹ già, tôi sẽ tà giáo ra ngon trong cứ đợi mong một giây đường duyên. Mẹ ơi, gạch cạnh trái ngang lên con đành chịu chứ mang nhiều khổ lây. Nhưng tương đời qua được tươi màu thanh nhuệ, nhưng có ngờ đâu mong ước không thành. Cũng bởi vì con không gặp được duyên lành, gương đã vợ như chim chiều gây canh, thì nỗi đau này con phải gánh mà bạn Mỹ Châu mình hát rất hay nha. Mỹ Châu là bạn bè. Ngọc Dư cũng hát kênh 71 và 78. Cuộc sống nghèo nèo vẫn nghèo héo, mẹ đã dày công chăm chút gia đình. Con được lớn lên là nhờ một tâm tình, trong dòng mãi mẹ con thấy mình ấm áp. Thì hạnh phúc gì bằng khi có mẹ kề bên. Má nhà giao lưu với bạn này lần đầu tiên luôn đấy. Từ con khắc ghi trong tâm ngàn năm dành dành câu Oh.
lòng mẹ hiền bao la, tình yêu thương thiết tha nồng. Con ơi, nấm ruột sinh ra thì bảo làm sao mà mẹ cha không thương cho được. Từ thả áo nhi cho đến khi con lớn, từng bước con đây mẹ luôn ở bên. Vỗ tay hay quá mẹ. Mẹ ơi, tại cái phận nghèo nên con phải đặng tâm căn thân chịu cảnh chia lìa đổ vỡ. Đời người con gái khi lầm tình trong tình yêu đắng cay, ai nào hay biết khổ đau, khổ đau mình. Hay quá bạn Hiền ơi, cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho tôi với bạn Mỹ Châu nha.